tháng 15 rồi này. Chuỗi tháng 15 anh em ơi, chuỗi tháng 15 rồi, cố gắng làm một trận 100 máu từ A đến Z, không 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 mất máu nào nào. A few moments later. What the fuck? Má cay vậy. Ô. Oh. What the fuck? Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với Florentino channel của sĩ Z 18, 17, 16, 15, ok. Khá là khỏe. Flo mình đồ xịn thế này. Trông quen quen ha. Flo mình đồ xịn này thì mình cũng không sợ thua nhá. Đánh chiêu chiêu thôi. Chiêu thôi. Có vài bạn hỏi mình là mình có định làm clip về Liên Quân không? Thì ra hiện tại là mình đang chỉ làm clip về cờ được thôi, bởi vì của mình Liên Quân mình chơi trên điện thoại ấy. Và điện thoại mình thì cùi, không quay màn hình được, không stream được, không làm gì được. Nếu mà mình có đủ tiền mua điện thoại mới thì mình sẽ ra cái này. Mình sẽ stream cho các bạn xem nhé. Tại vì mình cũng không phải đánh cờ nhiều như các bạn khác, như các YouTuber khác. Tại mình cả chơi cờ, mình cả chơi Liên Quân nữa. Chỉ chơi Liên Quân nhiều hơn là chơi cờ ấy. Nhưng mà cờ thì mình chỉ chơi trên iPad được thôi mà. Mà iPad thì của mình thì nó mới quay, nó mới các thứ được, nó nhìn trông nó smooth. Smooth hơn là cái điện thoại mình hơi phèn. Yeah. Thế là khi nào có điện thoại ok hơn thì mình sẽ làm cái vid về Liên Quân nhé. Mình thích làm Liên Quân hơn. Nghe cờ mình lười đánh mà. Mình mãi bây giờ vẫn chưa lên được thách đấu. Nên mình đi Liên Quân cờ. Liên Quân bây giờ mình đã lên cao thủ 9 sao rồi. Thế là lúc vid làm vid này thì nó khoảng 1 tuần trước rồi. Lúc các bạn xem vid này thì lúc đấy mình đã làm được 1 tuần rồi. Nhưng mà mình đã lên được cao thủ 10 sao rồi, rất tự hào. Trong một thời gian khá là ngắn mình có thể làm với các tướng. Tại mình cũng thích thích mày mò nghiên cứu về trang bị với bảng ngọc với phù hiệu các thứ của Liên Quân. Có dịp thì mình sẽ làm. Dịp mình sẽ làm của Liên Quân. Thích làm Liên Quân lắm. Cơ mà sợ là Liên Quân chả ai xem ấy, mình chả biết đó. Cảm giác cờ nhiều người xem, không biết tại sao. Quay trở về trận đấu thì mình đang có cái trận thắng đầu tiên nên mình sẽ cố gắng giữ chuỗi thắng của này nhá. Ok này. Okay. Cho thêm một bạn Flon nữa lên Vio này. Một bạn Vio này về nhé, và cho thêm bạn Flo vào đây. Mà thua thì mình sẽ bán bạn Dashi. Bạn Hayate này. Bạn Hayate đấy thì Flo mình sẽ đi thẳng xuống đấy mà mình xem ấy luôn này, không sợ nhé. Ok. Kéo tao này. À, một lưu ý nhỏ là nếu mà các bạn có cái đầu game mà các bạn có cái mà búp mana cho hai bạn đứng cạnh ấy và búp giáp ảo ấy, thì nếu mà kiểu tướng địch nhiều Florentino quá ấy, thì các bạn không nên để mấy con đấy đứng gần nhau nhé, bởi vì đứng gần nhau con Flo nó xuống xiên hết luôn. Nó xiên thì nó quan tâm giáp ảo gì đâu, nó cứ xiên nó xiên thôi. Nên là nếu mà có kể cả cái trang bị đấy mà kiểu nếu mà ít floor thì đánh được, nhưng mà nếu mà gặp nhiều floor thì các bạn nên để tách tách nó ra cho nó đỡ bị xiên sẽ ok hơn. Không lên được này. Ok, chờ nốt mình lên bạn nốt bạn ăn Vred với cả Vilen thôi. Này đi.
Floor 2 này. Đồ đồ game khá là ok này. Đồ đồ game khá là ok đấy các bạn ạ. Có hội ấm hoàng của Noman. Cái phết. À, không phải đồ đồ game mà tướng đồ game. Hôm nay mình sẽ giữ máu khá là tốt này. Đủ Noman, đủ ấm hoàng. Giữ máu được một chuyện thôi nhưng mà thắng hay không? Tất nhiên thường nếu mà giữ máu nhiều các bạn chuỗi thắng sâu thì bạn sẽ có rất nhiều lợi thế. Nhà rất nhiều lợi thế không? Tướng trang bị ngon thế nhỉ? Bị lại ngon thế nhỉ? Ok đấy các bạn ạ. Nhìn thế này là ok đấy. Nhon này, tê này. Cung thủ được không nhỉ? Ui. Bắt mình đánh cung thủ rồi. Để bắt mình đánh cung thủ rồi. Bỏ luôn nhé. Bắt mình đánh cung thủ rồi. Bắt mình đánh cung thủ rồi. Đồ đấy cũng khá là ok, có giáp bộ mệnh, có cái gươm sấm sét, có cái sách truy hồn cho con Yon rồi. Thế mình đánh cung thủ vậy. Bắt mình đánh cung thủ thì mình đánh cung thủ thôi vậy. Pháo thủ này bắn rất sướng này. Con tướng ra đồ game khỏe này thì các bạn cố gắng up cấp sớm rồi lên nhiều tướng hơn nhé. Nên như lấy thịt đè người, lấy số lượng đè chất lượng. Thậm chí chất lượng các bạn tốt nữa thì cả số lượng cả chất lượng tất nhiên nó sẽ xịn dã man rồi, thế nên là nếu mà không có gì thì cứ cố gắng càng nhiều tướng càng tốt, thậm chí những lúc xin thọt cả vàng luôn cũng được để các bạn lấy thêm tướng, chắc chắn là thắng để giữ chuỗi thắng. Nhất là thế, thứ hai là nếu mà bạn xin bạn như kiểu đội hình này, đội hình ám hoàng này thì những cái team địch mà yếu máu phát là nó sẽ clean up luôn, tướng địch gần như là bị xử hết luôn, thì cũng là một cái chiến thuật khá là hay. Đầu game kiểu như ép máu các bạn ấy, kiểu các bạn ấy sẽ bị ép máu xuống rất là thấp thì team địch mà thấp máu thì mình sẽ rất là có lợi thôi, chẳng có gì có hại cả. Một gì một đây okay. Công thủ nhá, công thủ từ nữa mình sẽ cho nó bạn Yon là xong. Ai đi, cần gì có ai? Ai à? Ai à? Xiên. Ui. Ô hai này. Mày vẫn thắng. Ngon, vòng 9 là mình vẫn giữ được chuỗi thắng 100 máu này là ok đấy chứ. Vòng 9 mà thắng thì bạn sẽ có vòng 10 đánh quái, vẫn được chuỗi thắng. Nói chung được rất là nhiều vàng. Nói chung khá là ok. Ok, lên luôn Phoenix. Không đam mê Vred lắm, không cần Vred 2 đâu.
đi. Coi. Đồ cho Yon một tí nhé, cho Yon tí đồ nhé, cho Yon sấy nhé. Cho tạm quy len như vậy. Thương bên kia thôi, mỗi một thương bên đáy này thôi. Để floor bên này nhé. Cái này thôi được. Mong là bạn ấy không soi nhà mình xong rồi bạn ấy đổi lại thương lên bên kia. Đen lắm. Biceps. Ngon floor, mình xin được floor kia kìa. Ngon. Này thì mình chỉ rôn rôn chơi chơi up cấp xong đào bão táp. Đào bão táp cho con Yon đi. Thêm đồ cho Yon sấy. Mình leo 7 rồi, bạn này mới có 5 tướng này. Nào thật đấy. Đó. Đấy thịt đè người mà, cả thịt cả chất lượng đè người mà. Mấy con Yon, ui. What the fuck? Chết bao nhiêu con Yon, mất xứ con Yon rồi. What the hell? Teo này, ui, mày quá có teo rồi. Chán ra đấy, thì mất con Yon. Ok. Xi vào này. 3 công thủ à? 4 công thủ này. Thắng đồ này. Táo thủ này. Ok, hay thợ săn quỷ vào nhé. 4 cung thợ săn. Nhớ một bạn để thương ở dưới kia. Sẽ ném bạn ấy ra vậy. Để nó cho con này đi. Này đi, này đi, này đi, này đi. Bán lặng này đi. La có đắt đấy nhỉ. Ngon. Vẫn chưa được 6 cung các bạn ạ. 6 cung sẽ an toàn hơn. Đây, Ron tí. Ôi, con cát này. Được đấy nhở. Thế làm trận 100 máu rồi. Bảo mùa này game dễ vãi. Nghe cũng hợp lý nhở. Để cho Yon nhé, này cho một con, cho con cát. Được đấy. Ok, bắt đầu roll tướng thôi, lên level 8 thì bắt đầu roll tướng thôi. Chả còn gì nữa. Yon 2 này. À, vẫn tiếc các bạn Yon kia quá nhỉ. Ui, hai bạn Yon. Thế nhiều Yon phết nhỉ. Cái này cho cát. Cát mình đâu. Cát.
cái này thôi, bán lại bạn Leon này đi. Cắt mình còn giáp hộ mệnh nữa, chắc không sao, chắc cũng thắng được. Yeah, thắng rồi. Ngon rồi. Vòng 15 rồi. Được đấy. Đây được đây, được đấy. Chọn thêm Sephira Yon nữa. Ui nhiều Yon thế. Cái này chắc cái lên là Yon 3 ấy nhỉ. Ok đấy nhỉ. Ok đấy nhỉ bé. Ok đấy nhỉ bé. Nó bạn này vào đi. Teo không cần ulti luôn đâu. Kệ Teo. Thêm là cứng cựa. Tèo nữa này, Axi này, nhiều thứ quá bạn ạ. Đầu cơ này, thế thì nó lại phải rô cơ đấy, nó lại phải là rô cơ đấy. Ok nhá, này cho Teo nhá, này cho Teo nốt nhá. Ok, nào, Prissy đi. Vẫn chăm máu này, ok đấy. Làm trận chăm máu này. Trận chăm máu rồi mới bảo game dễ, quá dễ à. Nghe cái thương kia ra. Ok. Này thì cũng đủ tướng rồi. Mình là cố gắng tìm nốt con ấy là xong. Tìm nốt con Richter là xong. Bốn bạn đánh cung cơ à? Nhiều bạn tranh nhau cung phết nhỉ. Hắc ám bán thần này. À, thánh đồ, thú nhân thánh đồ. Cũng sợ bạn thú nhân thánh đồ lắm. Để chơi sợ hắc ám thôi, hắc ám mình nắc cọt, nắc kiếc các thứ bay xuống chém mình. Không chừng hải thần nhé. Không chừng cho con von cát hợp nhỉ. Thế thì ném cái để cho 2T chăng. Để cho 2T hơi đần. Ừ. Tĩnh này, mình tĩnh này. Thế bây giờ up cấp thôi. Chiêu up cấp thôi. Teo này nó 80 mana con này. Này ném cho con Eron đi. Con Eron nó cũng có cùng chiến, thì thoảng nó có cùng chiến để nó chơi cũng được. Thương bay xuống dưới kia. Thương bay xuống dưới kia, không sợ. Con cắt 2 này, cái căng nhỉ. Này đã hai con cắt 2 rồi. Con cắt 2 3 đồ cũng đẹp phết đấy. Xong rồi khả năng mất chuỗi à. Sấy. Ui sấy được, mày thế. Ngon. Ngon cho ơi. Xếp hết kìa. Chăm máu này. Rất là triển vọng nhá. Rất là triển vọng ấy. Không phải đến cuối lại làm phát thua không? Vui nhỉ. Channel 2, Rocker 2. Ok. Nên cho Channel vào đi nhỉ. Channel đang Channel 2. Con Yon mình nó sấy sẽ có thêm thánh đồ cũng ngon. Channel 2 nó khỏe mà. Ok, thôi. Tiêu 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 tiê
Ôi tôi xong rồi. À thôi, Voncat. Voncat làm hết, Voncat làm hết. Cơ mà nhà bạn lại cũng khỏe phết đấy nhỉ. Tố hắc ám Lily. Thì mình bay màu nhanh phết. Thì mình đã không có cái độ săn quỷ nữa. Có khả năng bay màu khá là nhanh. Năng lên luôn đi, lên luôn cho nó đỡ dễ. Cho nó thêm thợ săn quỷ cho nó đỡ đỡ bị mỏng quá nhé. Chơi ngay lên luôn. Cố gắng giữ 100 máu. Ngon rồi. Ôi không, không ngon à? Không ngon à? Ngon. Ngon, trời ơi. Khiếp. Ba bạn tèo ở nơi rồi. Chưa mất giọt máu nữa. Ngại quá. Ngại quá. Lên hẳn level 9 rồi, chưa mất giọt máu nào này. Ta còn Yon 3 nữa. Yon 3 nữa chắc không sợ ai luôn. Ờ, hơi sợ bạn nguyên tố hắc ám kia thôi. Uống sử bạn ấy trước khi bạn ấy kịp voi 3 các thứ. Voi 3 mà rất thống khổ, bắn gãy súng ấy, đừng đùa. Chuỗi thắng 15 rồi này. Chuỗi thắng 15 anh em ơi. Chuỗi thắng 15 rồi. Cố gắng làm một trận 100 máu từ A đến Z. Không mất máu nào nào. Ok, thì sách thánh nhá. Có sách thánh ở dưới hơn đừng cho vậy. Này cho con tèo đi. Cho con này đi. Tèo, ô đấy tơ. Đấy tơ, đấy tơ. Ra tìm nốt con Darcy. Nốt Darcy đi. Thay Victor vào nữa. Yon này. Darcy này. Ôi không kịp thay Victor vào rồi. Ôi nhảy. Ôi oh no, what the hell, ma là bực thế, không kịp thay con Richter vào. Có thể thay con Richter vào là vẫn giữ 100 máu được đấy, tiếc quá. Không, cũng chỉ chắc là giữ đủ 100 máu rồi, nhưng mà ma là tiếc thế nhỉ. Sách thánh không ra sách thánh vậy. Cái trời, trời ơi, tuyệt quá. Rồi nhá. Buồn thật đó. Ơi, giời ơi, cuộc đời tôi thế này. Victor 2 luôn này. Dòng ra đâu. Cát này. Ồ, con John mình bị bế đây rồi. Ờ, lại còn không trách thương nữa. Bế mất con John này, làm gì còn đam để giết con voi 3 này bây giờ. Mà, thôi đằng nào mất 100 máu. Quên trách thương các bạn ơi. Nãy giờ đang bảo cái rôn tướng vui vui các thứ, quên chết thương. Này quay ba khỏe nhỉ.
Ai ôi sợi ơi, ném lại một tí nhé. Nè nè, cái thương các bạn ấy ra vậy. Về bên John 3 này. Ok, bình tĩnh nhé. Thật là bình tĩnh. Một thương bên này, một thương bên kia, thương bên này. Ok, thế để con cắt này cho bạn ấy xiên thôi nhé. John 3. Ok, bán bạn này. Ui, nguy hiểm phết nhỉ. Không, John 3 xây được. John mình xây được. Ok, một bạn. Bạn này chưa đi. Giờ sắp đi. John 3. John 3. Tắp nó hơi mỏng các bạn ơi. Nhắc cái thợ săn quỷ cũng hơi mỏng. Hơi mỏng cho bạn John. Hơi mỏng cho bạn John. Tơ hai bạn này nhá, xếp tướng đó. Illu vong cát thương xuống bên kia, thương sang bên này, để con Yon ở đây đi, kể cả bạn bạn Asenka kia bạn ấy xuống đây thì con Yon mình vẫn sấy được, để con Yon gần gần vào với cả con vong cát tí cho con vong cát nó tanh, vong cát tanh cho team mình còn sống. Ủa sao team mình mỏng như tờ giấy nhỉ, đâu con voi ba châu rồi đấy. Không ổn rồi, mình cái góc bên phải của mình yếu quá. Yon không kịp sấy mà, Yon mình sấy linh tai tinh, nó sấy con diu bên này, sấy con kia bên nọ. Không được rồi. Thế đang để Volcat vào giữa nhá. Để Volcat vào giữa cho nó tanh một tí. Volcat mình chịu sách thánh nhỉ. Còn gặp con rồng sách truy hồn nữa. Khó các bạn ạ. Xem neo ở đây cho nó hồi máu nhỉ. Khó nhỉ. Phát thấp thấp xuống đỡ ăn. Đỡ ăn truy hồn. Con rồng thổi sang hai bên kia. Em con rồng có thương thổi giữa được nhỉ. Đấy. Thêm một tướng có thể thêm silica được. Không có thêm tướng rồi. Bán bớt tướng đi lấy thêm tiền đã này. Ok. Đu. Từ lắp đổi không có sách thánh nhỉ. Để cho con Victor đi phải. Để cho con Senel là ngon hơn. Này đi. Tanh ở dưới tí. Để cái này cho tanh cái phần quanh con Yon một tí cho bọn kia đỡ cản xuống. Bạn này chưa có Volcat à? Bạn này chưa có Volcat thì bạn này không cản được mình. Sao bạn ấy vẫn càn được mình nhỉ? Thấy luôn đi lưu được. Gặp bản sao này á. À đủ. Bạn kia đều yếu hết được kìa. Bạn ấy tự vả nhau kìa. Mình phải tìm cách vả một bạn đi chứ. À không không, cứ để hai bạn ấy vả nhau thì sao mà mình sống dai vậy. Mình nhớ máu hơn mà. Chứ khi bạn ấy vả phát mình chết luôn thì mình chịu. Mình vừa gặp bạn này đúng không? Bây giờ mình gặp bạn này. Thương bạn ấy, bạn này kia bắt John không bắt được.
đến đây cho mấy chỗ này. Này đó, lại gặp bạn này à, không gặp bạn kia à? Ngon này, mình xử được con Lacoste rồi. Để hai con AD xong đấy, con nắp mà không nhảy được vào mồm với con AD của mình. Ok, một bạn đã đi rồi này. Bạn này thì cho mình đi à. Bạn voi ba này khỏe quá nhỉ. Đang xử bạn voi ba này bây giờ. Mình kiếm làm xử bạn voi ba này, nốt là xong. Một máu kìa. Một cát hai này. Cái con cắt 2 thì cũng đủ rồi. Bây giờ dòng bọn ấy thổi ra giữa. Thế mình chỉ ném con John mình vào góc thôi là được. Con cắt mình đối đầu con cắt bọn ấy là xong. Hai à, con cắt à? Con cắt chả sao. Quan trọng là con voi, mình sợ con voi. Này không có thương. Không có thương bên kia. Nghĩa là mình nấp dây cuối cùng mình thả con John mình vào góc này là bạn ấy không biết. Này con nhon mình sẽ sấy được con cát, sấy được con cát nhà bạn ấy thì bạn ấy chết là xong, là mình sẽ sấy, là con nhon mình sẽ sống cũng sấy. Ôi xong, con nhon mình bị choáng rồi. The fuck, má cay vậy. Ô what the fuck, em mất công chiến thuật xong rồi con Lily nó chơi random xong rồi nó pick đúng con Yon mình nó choáng ạ. Pick đúng con Yon 3 mình nó choáng luôn ạ. Mang cay rồi đấy, thua luôn à. Nhục tướng này thua rồi. Ôi trời. What the fuck. Khi mình đến đây kết thúc rồi, các bạn thích video này hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới. Các đội hình các bạn muốn đến tiếp nhé. All right.